tất cả các bạn. Ngày hôm nay thì chúng ta lại tiếp tục mở hộp một món đồ chơi rất là thú vị. Thì trên tay mình hiện tại đang có đây là cái figure của Marvel Avenger. Đây là anh chàng Captain American ha. Thì mình coi trong cái hộp này sẽ có những cái gì nè. Cái giá báo nó mình đặt mua về đây nó là 380.000 nha các bạn. Một đồ chơi, một cái shop ở gần nhà mình, link thì mình có để ở dưới các bạn tham khảo ha. Thì giá cho món đồ chơi này là 380.000 nha các bạn. Bây giờ mình cùng mở ra thử xem là nó có gì ở trong này nhé. Đi kèm với nó là có một cái hộp, và trong đó là một cái hộp nhựa để đựng chai Captain. Phụ kiện kèm theo là đây, nhân vật chính là anh chàng Captain nha các bạn. Anh chàng này cao thì mình đoán đâu đó khoảng tầm 16-17 cm gì đó. Đó, đứng khá là vững nha các bạn. Đây, mình để cho các bạn xem. Đó, anh chàng Captain. Kèm theo ở trong đó là nó có một cái khiên. Một cái khiên. Thì mình lấy cái khiên ra nha các bạn. Một cái khiên. Nó cũng khá là dộm, không biết thầy gắn vào thế nào đây. Và một cái bộ phụ kiện để giữ, tạo dáng cho anh chàng này. Thì cái bộ phụ kiện này thì nó có một cái đế. Cái đế này thì nó có tới 4 vị trí gắn nha các bạn. À, 3 vị trí gắn nha các bạn. Thì với cái khớp này thì mình sẽ gắn vào đây, hoặc ở bên này, hoặc ở bên này, để mình cho cái thằng Captain này nó đứng. Đó, bây giờ mình gắn thử một cái này, nó có cái khớp nè, cái khớp để mà ngàm cái anh chàng này lại, tạo dáng bỏ vô cái dòng eo như vậy. Dòng eo 56 nè, khá là nhỏ. Đây thì mình sẽ ngàm lại như thế này để anh chàng ta giữ cái dáng nha các bạn. Có thể đứng ở các cái tư thế khác nhau, nhưng mà cái đế này hình như là nó hơi thấp thì phải. Đấy, cái đế này nó hơi thấp và nó khá là yếu, cho nên là chúng ta phải gắn thế nào đấy. Thôi, cái này để gắn sau đi. Bây giờ mình nghiên cứu cái anh chàng Captain này coi nó có những cái gì thú vị nha. Đây thì đầu tiên là có khá nhiều khớp các bạn. Khớp gối này, khớp háng này, khớp giày nữa. Đó, thì cái gối này thì nó có hai khớp nha các bạn, thì có thể tạo dáng được khá là nhiều đấy. Rồi, có thể tạo được rất là nhiều các cái tư thế khác nhau. Đây tay thì cũng có thể là tạo được rất là nhiều cái khớp tư thế khác nhau, nhìn cũng khá là ngầu đấy các bạn. Để mình gắn cái khiên vào coi như thế nào. Cái khiên này thì phải gắn vào đây. Rồi, dùng để trưng bày ở trên bàn hoặc là xếp đặt các cái mô hình thì rất là đẹp nha các bạn. Mình thì mình có sẵn một vài cái mô tô mô hình rồi, nên là mình mua anh chàng này về mình sẽ cho nó cưỡi cái mô tô xem như thế nào nhá. Đây, để mình quay cái xuống lại cho các bạn thấy. Đó, đây anh chàng Captain và chiếc mô tô CVR, cho nó cưỡi tự xem như thế nào nhé. Tạo dáng xem nó cưỡi được không. Khá là phù hợp đấy các bạn. Những cái chân trống lên, đúng là cái thằng đội trưởng Mỹ, cho nên là nó ngồi lên cái xe của Nhật nhìn nó nhỏ xíu. tạo dáng cho cậu ngồi cái đã. Cầm xuống rồi, thò tay vô tay lái coi, cầm xuống chút, thò tay vô tay lái coi được không, với tới không nhá. Có vẻ là khá là khó tới rồi đấy. Nếu như mà như thế này thì sao, phải xem thế nào nhá. Gắn vào, cầm vào tay lái này.
coi chừng bẻ gãy xe của tôi nha ông nội. À, cái khớp tay bên này thì là không có cầm vào được các bạn, chỉ có cái tay bên này thôi, cái tay bên này nó mới có cái vòng để cầm này. Đó, thì mình cho cái khớp bên này nó vào thử xem. Rồi đây các bạn, quay cái cổ lái nha. Rồi, cái tình lái xe mô tô với chiều cao 1m90 thì cái xe đối với anh ta thì khá là nhỏ, chắc là không phù hợp lắm. Để mình nghiên cứu, mình sẽ cho cái mô hình xe nó lớn hơn một chút, kiếm một cái mô hình xe lớn hơn một chút để cho anh chàng cấp tầng này có thể ngồi lên được nha các bạn. Đây, cấp tầng đứng bên cái xe mô tô, quay cho các bạn xem nha. Đây đây, cáp tần và xe mô tô nha các bạn. Cáp tần này, CBR này, tỷ lệ cũng khá là phù hợp. Còn đây là cái khiên của cáp tần, để bỏ khiên vô luôn, coi cài cái khiên vào đây coi được không nha. Rồi, cáp tần CBR và đây các bạn quay lại đứng bên này coi tỷ lệ nó đẹp không nha. Đây rồi, phù hợp không các bạn? Để hôm nào mình sẽ lấy một cái mô hình xe mô tô lớn hơn để cho mình xếp nó lên ngồi xem như thế nào nha các bạn. Rồi, clip mình xin dừng lại ở đây nha các bạn. Các bạn nếu muốn mua hàng thì hãy tham khảo cái link mình để ở dưới nha. Cửa hàng shop này thì nó nằm ở quận Tân Bình, ở ngay đường Trần Mai Ninh, rất là gần nhà mình. Và anh chàng bán hàng thì cũng rất là dễ thương, tới mua thấy cũng sở thích cho nên là cũng có giảm giá. Cáp tần, mô hình cáp tần nha các bạn, khá là nhiều khớp, nó có cả một cái khớp ngực ở trên này này, có thể là cử động được này. Đấy, khớp tay đầu thì cũng có thể là quay qua quay lại được, quay luôn 180 độ luôn. Trời ơi, quá dữ, đúng là hàng Mỹ. Các cái tư thế thì có thể là tạo dáng nhiều tư thế khác nhau. Đấy, giống như là tư thế duyệt binh này, hiên ngang này. Rồi, các cái tư thế đó thì có thể là cho đi vào đây, ngồi lên chiếc xe này và làm một vòng thử xem thế nào. Rồi, clip hôm nay của mình chỉ làm đơn giản và nhanh thế thôi. Hẹn gặp lại các bạn trong các clip sau nhé. Mình sẽ khám phá thêm một vài cái phi quy khác nữa, xem cái chất lượng và cái độ thích thú của nó như thế nào nha các bạn.